tồn về mấy anh em ơi, tranh thủ bầu thôi anh em ơi, xe cổ đồ rã ra mênh mông ở chân nè, đang gói đồ cho khách nè, tranh thủ gói cho anh em chiều giọt về nha anh em. Máy này trưa nay em bữa luôn à, bán giá tốt, giá yêu thương cho quý anh em luôn. Còn cái con xe này có cái gì trưa nay em sẽ quay lại hết luôn nha, còn cái gì em quay lại hết, còn cái nào thiếu sót thì mong anh em thông cảm nha. Cục đĩa là có anh khách qua nhà anh lấy rồi nha anh em, thùng xăng lớn bán rồi, cần số bán rồi ha, mô bin sườn bán rồi ha. Đó, anh em nào còn tai dây heo, ghi đông đĩa, bách nạ đĩa đồ nè, anh em có chơi đồ đĩa thì cứ hú ha, các chân dài bán rồi ha. Rồi bây giờ em vào chi tiết đồ tồn mới về nha, đồ tồn đẹp không nha anh em, lâu lâu mới có đồ đẹp về nha. Đó, trưa nay em lên với anh em cây cảng cọp lắm, cây cảng này đẹp như cây cảng tồn luôn, cây cảng chín đẹp như cây cảng tồn luôn. Để chưa đi, em mới mua chung với được mớ đồ nghề theo xe nè, đồ nghề theo xe cọp luôn nè anh em, đồ nghề này đồ nghề theo xe chứ không phải đồ nghề tồn luôn nha anh em, theo xe, má theo xe mà nó còn đẹp vậy nè. Trời ơi, cái chìa khóa nó vàng khè luôn nè. Để chưa đi, chưa em lên sóng với anh em tìm video nữa nha. Rồi, vô nha, đồ tồn mới về nha anh em, đồ dữ không à. Đầu tiên em báo giá với anh em, cái thứ nhất là một cái cúp bình, cái này anh em tìm rất là nhiều nè, màu xanh nhớt nha, tồn kho luôn nha anh em, tồn đúng đời 99 luôn nè, cúp bình quay thái 110 đời 99, hàng tồn kho đây, màu xanh nhớt nha, mã màu là B142 nha anh em, B142 ha, xanh nhớt nha, 99.000 xài chung được hết. Cái này mấy anh đừng có nói chạy là chết em à, mực hẳn nha, nè chùi ra này nha, chùi tới đâu mất phút tới đó này nha, thấy không? Ừ, chưa xài nha anh em, hàng căng đét luôn, đúng đời 99, miếng này là 1 triệu. Đó, báo giá cho quý anh em luôn, anh em nào được chơi được thì chơi, còn chơi không được thì nó cũng còn của em, tiền nằm trong túi anh em mà. Anh em thông thái lên, hay là anh em đợi mà cái miếng này người ta bán cái chừng 200.000 cái chuyển 200.000 cái bị mất tiêu luôn, hay là muốn như vậy. Tồn kho và theo xe lúc nào áo nó cũng rất là da cam nha anh em. Đó, em thích cái da cam vậy, còn nhiều người không thích. Chưa xài. Miếng này là 1 triệu nha, đúng đời 99 luôn, tháng đời đầu luôn nha anh em, tháng 2 năm 99 nha. Tháng 2 năm 99 nha anh em. Ừ. Đây. Tồn chưa xài. Miếng này là giá 1 triệu nha. Bán lẻ hết nha. Tóp mình nhỏ quay thái 110, hàng tồn kho, cũng mã màu B142 nha, trùng màu nha anh em, không lệch màu nha. Trùng màu không lệch màu nha. Cấp mình nhỏ nha. Cấp mình nhỏ nha anh em. Anh em đợi em xíu. Rồi em xin lỗi quý anh em, rồi em xin lỗi quý anh em nha, khách gọi suốt rồi anh em ơi. Thì cái bên cái mình này nè, thì cái mình này anh em nào chốt em bán cho anh em giá là, cái mình này anh em nào chốt em bán cho anh em giá là 700.000 nha. Tại vì anh em biết sao, cái mình này đắt, nó đắt cao anh em, nó tồn đắt 202. Đó. Nó tồn đắt 202 anh em, tồn đắt cao, chưa xài nha anh em. Em mới về hàng luôn nè, nó quấn trong gói giấy dầu nè. Nó tồn đắt cao anh em, 202 chưa xài cho anh em, mới chát. Đây, 202 anh em. Quay 110 thái tồn đắt 202. 97 98 96 97 98 99 2000, 201 202 đây đó, thấy không, tồn đất 202 ha, nhưng mà vẫn dày dặn rất là chắc chắn anh em, đồ tồn mà. Cái này anh em bán lấy 700, miếng này 1 triệu nha, tồn 99 đó. Tiếp theo nha quý anh em ơi, hàng về hàng hot hot không à, cầm công tắc nhanh quay thái 110 đời 2000, tồn kho căng đét luôn nha anh em, căng dây đàn luôn nha anh em, cụm nhanh quay thái 112.000, tồn kho full nguyên một cụm luôn nha anh em, bao anh em là không phải hàng lắp rép, hàng chợ, hàng lô đưa vô tầm 700 bạ nha, bán đồ nào nói đồ đó nè, nói chung anh em nhìn cái nút thôi là anh em biết nó khác cái đồ niêu một trời một vực rồi nha, cái nút người ta đỏ chói nha anh em, và cái chất liệu làm anh em coi nè, nhựa nó đã xuống màu xám xám sậm sậm nha. Ừ, cụm quay thái 110 tồn kho đời 2.000 nha anh em, cụm thắng đĩa luôn nữa chứ, nó mới dầm á chứ. Nè, ốc của người ta xanh nồng súng hết trơn này nha anh em. Hai con này là xanh nồng súng hết trơn nha. Đó, thấy không? Bao căng nha, 3 triệu rưỡi nha anh em. Đó, cùm quay thái 110 tồn kho. Cùm nhanh nha, cùm thắng đĩa luôn nha anh em. Dắt của người ta vàng khè nè, anh em nhìn nè. Đó, chưa xài nha quý anh em. Đây, thắng đĩa nè, dây tóc tay dài nha quý anh em nha. Đó, tồn kho chưa xài. Đây nha quý anh em, dắt xanh đúng luôn nha, băng keo xanh nha, dây bóng ngáo bóng lưỡng nha anh em, chưa xài mới chát nha anh em, dắt dàn khè nè, nó cầm này 3,5 triệu nha anh em, hàng hiếm nha anh em, có 2.000 cọp thảy vô là hết bài luôn nha. Đó, nói chung anh em xài cái cảm giác nó khác với cầm niêu một trời một vực, cho nên anh em đừng có so sánh, nó khác xa dữ lắm. 3,5 triệu nha anh em, hàng hiếm, lâu lâu mới có một lần chứ không phải có hoài đâu. Ừ,
Em mới về được một cái cùm quay thái 110 đời 99 tồn full hộp luôn nè. Cùm công tắc quay thái 110 đời 99 tồn full hộp luôn nè, mới về hàng luôn. Mới nhận luôn đó, là bây giờ lên với anh em luôn. Hàng siêu hiếm rồi, bây giờ là cực kỳ hiếm rồi. Cùm này cùm thắng đùm nha anh em. Cùm thắng đùm. Đây. Tồn kho chữ cộm tay nha anh em. Chữ G cộm tay nha anh em. Nè, tồn kho có mũi tên nha anh em nha. Cùm công tắc quay thái 110 đời 99 tồn kho. Ốc tán nè. Thấy không? Cái chữ của người ta nó xuống ngà ngà anh em thấy không? Chữ nó xuống ngà ngà đẹp dữ lắm. Ừ. Đây. Hàng nguyên cung nguyên kiện chứ không phải hàng lắp ghép, hàng full hợp đàng hoàng của người ta nha anh em. Đó. Cùm này á, anh em nào chơi á thì em bán cho anh em. Nè. Dắt nó nè. Trời ơi, nó xuống cái màu tới công chuyện. Đó, nè. Cùm này á, anh em nào chơi á, em bán cho anh em giá là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi nha anh em. Bây giờ anh em đi mua cùm 99 á, một cặp cùm 9 một bên cùm 99 này là em bao anh em nha. Tồn full hộp là không có dưới 5 triệu nha anh em. Em từng đi chia cho khách rồi em biết. 4 triệu rưỡi nha anh em. Em về được một cái bình xăng con quay thái 110 đời 99 hàng tồn kho full hộp nha anh em. Bình xăng con quay thái 110 đời 99 tồn full hộp. Đây. Đúng bình tồn nha anh em. Bình này thì nói chung là bây giờ nó hiếm dữ lắm rồi, không có nhiều hàng đâu. Bình xăng con quay thái 110 đời 99 tồn full hộp nha. Đó, hiếm dữ lắm rồi anh em ơi, không có còn nhiều hàng đâu. Chữ nét liền nha anh em, chứ không phải nét bấm kim như hàng Thái mới nha. 7CARG21 anh em. Còn chưa xài nha anh em. Mấy cọng dây còn chấm mực, chấm sơn tùm lum ha. Kèm theo bình là có một cọng dây hơi với một cọng dây xăng dư nha anh em nha. Bình này giá 5 triệu rưỡi nha anh em. 5 triệu rưỡi nha. Mới về hàng cái chát luôn. 5 triệu rưỡi. Ba nắp quay thái 110 tồn kho đời 2000 nha anh em. Đồ quá ngoài thị trường á, đồ không có hộp thì nhiều lắm, nhưng mà đồ có hộp thì ít xỉu à ha. Đồ không có hộp thì nhiều lắm mà đồ có hộp thì ít xỉu à. Ba nắp này anh em nào lấy á, em bán cho anh em giá là 5 triệu. Quay thái 110 đời 2000 tồn kho, chưa xài. Bao anh em là không một lỗi lầm, không một vết trầy nha anh em. Tồn kho chưa xài đời 2000 nha anh em. 5 triệu. Nói chung hàng sơn lại cỡ nào cỡ, anh em đừng nói sơn lại giống tồn, em xin khẳng định với anh em 100%. Sơn lại không bao giờ giống tồn được, mãi mãi luôn. Em hứa luôn. Tại vì cái nước sơn của người ta sơn rồi, 20 mấy năm nó xuống rồi, anh em sơn cỡ nào sơn không bao giờ giả được. Sơn cỡ nào sơn không bao giờ giả được, anh em tồn chưa xài. KFLF-3AB. KFLF-3 nha anh em. Đời 2000 nha. Ba nắp này á. Măng cá anh em, măng cá trừ 2. Chưa xài nha anh em, đây. KFLF-2 nha anh em. Nắp nồi anh em. Nắp nồi này 2201 nó xài chung luôn nha anh em nha. THM-4 nha. 2201 xài chung nha anh em. Tồn chưa xài nha, da cam không nè anh em thấy không? Sơn của người nhà máy người ta hồi xưa nó vậy đó. Nè. KVA THM-4 nha anh em. Anh em xài thì liên hệ em. Ba nắp này em bán giá 5 triệu nha. Rồi, nay em có về được một cái đèn lái quay thái 100 hàng tồn full hộp đời 97 tồn kho 1,8 triệu. Đừng hỏi sao nó căng, đồ này giờ kiếm mụn mắt rồi nè, chưa mở luôn nè. Chưa mở tem niêm phong, em khui từ dưới đít em khui lên nè. Em khui dưới đít em khui lên nè. Để cho tem niêm phong để anh em về anh em sưu tầm cũng được. Đó, tồn kho đời 97 luôn nè. Bao đỉnh nha. Đó, nằm trong cái hộp này là cái bọc cánh chim này nè, nó đựng vô cái này nè. Quay thái 100 nha, hàng siêu hiếm rồi. Tồn kho 1,8 triệu. Quay thái 100 tồn kho vàng khè nha anh em. Thái Honda nha anh em. Rồi 1,8 triệu, anh em xài liên hệ em. Rồi video em xin kết thúc tại đây ha. Anh em cần phụ tùng gì liên hệ để em quay những clip tiếp theo với anh em chơi nha. Chào anh em.